Dota xin chào. Hôm nay Dota chia sẻ các bạn một ca tháo liền. Đây là kỹ thuật tháo liền ung thư gia lai đấy. Đấy các bạn nhìn này nhé. Đấy tháo liền gia lai thì bạn nhìn thấy không? Ca suy thì không ăn tháo liền. Bác sĩ là với liền IV này khoảng bao lâu thì sẽ xong ạ? Thời gian liền sẽ tùy vào từng trường hợp nhé các bạn nhé. Tùy vào mức độ sai lệch răng của từng người ấy, thời gian nó sẽ có thể ngắn thì dài tùy từng ca. Ngắn nhất là tầm 7 khay thì sẽ là khoảng 70 ngày thôi. Còn lâu nhất thì có thể kéo dài 3 năm hoặc hơn nhé. Trường hợp các bạn mà không tỉnh nhiều hay là phải mất 3 năm. Vâng. Đối với trường hợp này anh này mất khoảng bao lâu rồi? Của anh này là hơn 1 năm. Hơn 6 tháng là đeo khay ban đầu, sau đó mình mất thêm 6 tháng để tinh chỉnh nữa. Vâng. Vâng. Anh tháo niềng hôm nay còn cảm thấy có đau không? Không. Không đau không? Chạy cái này là cái để niềng và IV nó mau trọng. Các bạn nhìn thấy không? Attachment ạ. Cái này là cái để kết nối giữa khay và răng để tạo ra sự di chuyển cho răng. Thế nên là mình đi đêm mai không phải đeo bóc cài các bạn nhé. Rất là thuận tiện, lúc tháo rất nhanh, rất là nhanh. Các bạn đang xem video là tháo. Đúng rồi, anh bị chen chúc cùng với hô hai hàm. Thì trong quá trình liền là sẽ có kết hợp giữa long hàm và di sa hai hàm, nhổ bốn răng số 8 đi. Tháo này đi rồi có phải đeo duy trì mất bao lâu ạ? Chắc chắn là sẽ phải đeo duy trì rồi ạ. Thời gian đeo duy trì thì tối thiểu là sẽ bằng với thời gian mình đeo liền. Còn bác sĩ thì vẫn khuyên là đeo sau khi tháo liền thì mình sẽ nên duy trì càng lâu càng tốt. Duy trì tốt nhất là duy trì cả đời. Bác sĩ Tiên đang làm tại chuỗi nhà khoa Dota các bạn nhé. Bác sĩ có bàn tay rất là mát tay. Các bạn muốn đăng ký thì inbox của chúng tôi tại bên bếp này là kênh YouTube này tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem video.